mời Tiến mọi người lên đây. Chúng em xin được mời Birdie Boy anh Phương Đại lên sân khấu. Rồi đứng đây luôn, mời anh chị đứng đây. Em lên. Vâng, và tôi xin được đọc mừng sinh nhật thứ 83 ca sĩ Phương Đại. Cảm ơn anh luôn là kỷ niệm thanh xuân của một Sài Gòn xưa, mãi trong niềm nhớ. Nhắc về anh, người yêu nhạc luôn nhớ đến tam ca sao băng một thời rực rỡ tại Sài Gòn với Phương Đại, Thanh Phong, Duy Mỹ. Ôi tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, chúng ta vẫn muốn được tắm mình trong những cơn mưa ấy thêm một lần nữa. Chúc anh một đêm sinh nhật tại một quán bầu kỷ niệm nhớ mãi trong đời. Em Nguyễn Tín xin quý vị một tràng vỗ tay. Tín xin thay mặt cho Ba Đại cảm ơn tất cả các cô, các chú, các anh, các chị, các em đến đây để dự một tiệc sinh nhật cho Ba Đại. Một lần nữa Tín xin cảm ơn tất cả các quý vị đến đây. Mời vị đại diện chào lên sân khấu chứ. Vâng, mời lên, xin mời lên đây. Tôi xin được đọc vài câu và Duy Thanh sẽ trao quà cho người đẹp nhé. Thượng đế đã ban cho mừng hội ngộ người đẹp Nguyễn Thu Huyền, Huyền Trà tiểu thư. Thượng đế đã ban cho Huyền Trà nhiều ân sủng, vừa có vẻ đẹp đầm thắm, có thanh âm Hà Nội xưa đã lôi cuốn biết bao người mê say muốn hội ngộ. Nhưng trên hết vẫn là một trái tim nhân ái tuyệt vời. Huyền Trà tiểu thư luôn là mẫu mực mà nhiều người yêu quý, như hai câu thơ của chị Cô Sơn từng viết: một ngày nắng mưa em chợt đến, lời mộc mị giữa nhân gian. Chúc công đường có một chuyến Mỹ du tháng 3 năm 2023 thật nhiều như ý. Xin vui dành một tặng đây đến đặc biệt đến người đẹp Huyền Trà. Rồi về cuối cùng xin được mời khách xin đại phần quán. Happy birthday anh Trung Tùng. Có câu nói hành trình của cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi ta nghe thấy được tiếng bước chân của một người bạn bên cạnh mình. Đúng vậy. Cảm ơn anh về tấm lòng luôn lắng nghe chia sẻ đến. Chỉ cần vậy thôi mọi dông tố trong tâm hồn Trần Quốc Bảo và Đức cũng sẽ mau chóng bình yên. Xin trân trọng tình cảm quý giá nào. Nhân sinh nhật 27 tháng 3 xin chúc anh tràn đầy sức khỏe, bình an và hạnh phúc. From MC Trần Quốc Bảo, Đức hội quán màu kỷ niệm. Thưa các anh, các chị cùng toàn thể các bạn, từ nửa vòng trái đất bay tới Cali, thật bất ngờ lại được các anh chị và mọi người tổ chức cho một buổi sinh nhật rất là đầm ấm. Không biết nói gì hơn cả thì cũng xin cảm ơn tất cả các anh, các chị và anh Bảo cũng tất cả anh em đã tổ chức cho chúng tôi có buổi sinh nhật. Bây giờ xin mời ở đây để mà các bé luôn. Đây, Hoàng ơi, bây giờ mình cả hai bên đây, Hoàng ơi. Tín. Well, ready, sing happy birthday now. Quý vị cùng hát theo nha, vỗ tay theo nha. Alright, bam, hợp ca, birthday. Happy birthday to you. Do you?
xin mời các bé Birthday Boy vừa rồi anh cây cây okay. Dạ vâng, xin mời anh, mời hai anh mình thổi quẹt quẹt trong vòng một phút chúng ta sẽ đến một mình phần khác đêm nay. Rồi xin mời ở phía sau á, phía trên đây. Phía trên nhà kiến á, trên phía sau. Đây là ca sĩ Phương Đại. Ca sĩ Phương Đại hôm nay là birthday của anh, cho nên mọi người rất thương. Tiệc mừng sinh nhật ca sĩ Phương Đại. Chị Phương Đại, hôm nay bà nấu món mì xào thập cẩm. Hấp dẫn lắm, hấp dẫn lắm. Em quay phim rồi. Ca sĩ Duy Tính là con của ca sĩ Duy Mỹ. Đây là chị Ban Phu Nhân. Cảm ơn Huyền Trà, hôm nay là chào đón Huyền, người đẹp Huyền Trà với chị Ban nè. Trời ơi, ngon quá đi. Cảm ơn người đẹp. Đang hết. Hả? Dạ, dạ, để em làm. Đây là. Dạ, xin chào anh Liêm nè, chị Cindy nè, đặc biệt là anh chị Mimi với Thiệp. Cho tụi em một cái bánh ngọt ngon, ấy là ngon luôn, lát nữa mình dùng, lát nữa mình dùng. Đây là món bánh bò phải không? Bánh bò của Hồng Hot Ma làm rất là ngon. Rồi mình có này là gỏi. Gỏi gỏi gì? Gỏi gà hả? Rồi bánh gà là của Lily. Mì xào thập cẩm. Mì xào thập cẩm là của người đẹp của chị, vợ chồng chị Phương Đại. Mì xào thập cẩm. Rồi đây là gỏi gà Lily. Cái làm này nàng nấu hai món, món gỏi gà phải không? Chả giò. Chả giò đó hả? Đâu chả giò đâu? À, chả giò, mình gọi chả giò gì? Chả giò chảo tôm. Chả giò chảo tôm hả? Ừ, ok. Đây là ragu của Đức nấu. Đây là món ragu của Đức nè. Ragu của Đức nấu. Rồi mình có cơm cháy trà bông này là của người đẹp. Bảo xua luôn, người đẹp là Lily nó nấu nè. Ngon, rất là ngon. Nay bảo. Hello, hello, xin chào, xin chào. Hôm nay là ngày quốc tế hạnh phúc. Gọi là quốc tế hạnh phúc, ngày 20. Và đúng là cái ngày đón hai em từ sang đây. Là em Huyền và em Tùng từ Việt Nam lặn lội sang đây. Lội là đi đường biển đấy chị. Rồi con trai tôi để cũng lặn lội đi lên trên đi. Năm lần búc nọ búc kia cứ cancel đúng không? Như người điên á, cancel các kiểu. Đêm sắp tan, sương ướt lạnh, cầm bàn tay chẳng muốn rời. Ngày mai đây lại phương trời, bạn thân ơi biết đi về đâu. Đã qua rồi bao tháng ngày cùng bên nhau chung mái trường, mà giờ đây hai con đường mình chia tay. Bạn thân ơi mai xa cách nhau, lòng vẫn mãi nhớ phút ban đầu. Dẫu mai này dù đổi thay, vẫn không quên tình bạn thân. Đường ta đi gian nan khó khăn, cũng có lúc vấp ngã đôi lần. Hãy gương cười và vững tin, sẽ một ngày gặp lại. Thank you.
sắp tan, sương ướt lạnh cầm bàn tay chẳng muốn rời. Ngày mai đánh hai phương trời, bản thân ơi biết đi về đâu. Đã qua rồi bao tháng ngày cùng bên nhau chung mái trường, mà giờ đây hai con đường mình chia tay. Bản thân ơi mai xa cách nhau, lòng vẫn mãi nhớ phút ban đầu. Dẫu mai này dù đổi thay, vẫn không quên tình bạn thân. Đường ta đi gian nan khó khăn, cũng có lúc vấp ngã đôi lần. Hãy gượng cười và vững tin, sẽ một ngày ta gặp lại nhau. Bạn thân ơi mai xa cách nhau, lòng vẫn mãi nhớ phút ban đầu. Dẫu mai này dù đổi thay, vẫn không quên tình bạn thân. Đường ta đi gian nan khó khăn, cũng có lúc vấp ngã đôi lần. Hãy gượng cười và vững tin, sẽ một ngày gặp lại nhau.